Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Mấy ngày hôm nay thì mình đã đọc rất là nhiều những comment của anh em và mình biết anh em yêu cầu mình làm solo squad nhưng mà còn clip trà trộn nên là upload để cho anh em xem thôi. Với lại mấy clip trà trộn cũng hay mà đúng không mọi người? Ngày hôm nay thì mình sẽ solo squad và có khi là mình sẽ đi tìm thính và cầm khẩu súng AUG nhá. Một trong những khẩu súng của thủ chết mẹ rồi, toang rồi. Ôi thanh niên cũng chưa có súng anh em ạ. Chưa có súng là chết với tôi rồi bạn ơi, solo squad luôn này. Ui dồi ôi, mình xin gọi là cục máu của bạn nhá. Đấy. Thì quay lại câu chuyện, mình sẽ đi tìm khẩu súng AUG và sau đó thì mình sẽ chứng minh cho anh em thấy là anh em đừng chê AUG. Nó vẫn là một khẩu súng AR khá đáng sợ ấy mọi người ạ, bởi vì là cái độ ổn định của nó cực kỳ cao luôn. Mình phải công nhận với anh em. Ok, để trả lụa. Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Mình phải công nhận một điều với anh em là khẩu đấy thay đạn lâu thật, nhưng mà các bạn cầm khẩu đấy mà các bạn bắn xa mà xem sướng lắm. Đạn dính như keo con chó luôn anh em ạ. Rồi. Từ từ đã. Xem trong này còn người không. Không tí nữa cứ lang thang ở trong đây là tỏi đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Mấy thanh niên đang nhảy trước mặt mình kìa. Mọi người có thấy không? Nguy hiểm lắm. Chỉ một sơ suất thôi là cụ đi chân lạnh toát. Đây. Xong rồi. Lộ rồi. À mà lộ hay không lộ thì cũng đâu quan trọng nữa. Mình bắn quả flare thì auto lộ rồi. Mấy thanh niên này vẫn đang mải mê bắn nhau lắm anh em ạ. Đây. Ui, bắn tuyệt hết, nó buồn thế nhở. Nào mấy thanh niên. Này thì lấp ló với chúng tôi này. Bạn này bị làm sao rồi? Hình như chỉ có hai tên hay sao ấy. Thấy nhưng mà không chắc được anh em ạ, bởi vì là chơi PUBG bây giờ sợ lắm. Cứ giống như kiểu chơi gọi là game kinh dị ấy mọi người. Cứ thấy hai tên xong tí nữa một lùi nó lao lên nó đơm mình đấy anh em ạ. Bây giờ sợ lắm, đáng sợ lắm. Toàn nấp thôi. Bây giờ ai chơi cũng có gọi là kỹ năng hết rồi, xong lại còn thêm team nào điếm điếm nữa thì u dồ, nhất là bọn Indo anh em ạ. Đấy là lý do tại sao mình ghét bọn Indo vãi trưởng à. Đây. Lục cục. Ui. Tớ mới bật cái scope lên zoom mà bạn đã chạy ra đây rồi. À, chắc chắn là đứng sau công đỏ. Để yên anh em ạ. Thế thì mình sẽ đáp quả bom sang bên phải và mình sẽ công trái anh em nhé. Hơi ngu một tí nhưng mà góc này chỉ đáp phải thôi, không đáp được trái. Đây, cho mình công lên. Ôi. Trời đất ơi, chưa kịp luôn á. Có ai không? Alo, Ajinomoto. Alo, ê, đây rồi. Úi dồi ôi, xin chào bạn nhá. Úi dồi ôi, biết ngay mà. Kiểu gì bên đây chả có người. Ra đây. Úi. Tiếng chân kìa. Úi dồi. Hai tiếng chân lận kìa. Đấy, có thanh niên vừa chạy qua cửa sổ kìa anh em kìa. Ủa thế là mấy thằng ta? Có vẻ hơi đông đấy anh em ạ. Đây. Mày thử chạy qua cửa sổ cái coi. Thanh niên không bị lừa anh em ạ. Ui, nó cầm bom nó đáp kìa anh em kìa. Úi trời ơi. Tưởng tôi không nhìn thế hả? Nào, cầm thêm trái bom nữa. Cầm thêm trái bom. À, quả bom. Sợ thế nhở? Nguy hiểm thật sự luôn đấy. Úi dồi, vẫn tống bom mình kìa. À, hay là bây giờ mình quay lại con xe buggy mình giả vờ đi nhở? Chứ mà cứ đứng đây. Ui, team này có vẻ đông đấy anh em ạ. Có khi là còn đủ 4. Thôi không được rồi. Phải chơi chiến thuật thôi. Chứ mà chờ team công lên là mình bị bắt bài, bắt vị trí cái. Đây, tạm thời ra đây. Đây, đó, thấy chưa? Úi dồi ôi bạn ơi. Chết
khẩu súng AUG. Vai nổi lại còn đằng sau nữa. Thôi, 36 kế chuồn là chỗ sách anh em ạ. Bán đi. Bọn này láo quá rồi đấy. Mình phải cho bọn nó biết thế nào gọi là nước biển mặn anh em ạ. Đây, tạm thời đứng ở đây đã. Đây, đấy, thanh niên vừa chạy qua nhà bên trái kìa. Đây, chạy vào đây. Ừ, chạy vào đi, thoải mái nhá. Còn mấy thằng ở đằng sau nữa cơ. Mẹ, không biết là hai team hay là một team đây. Ái già, giờ này mà còn ăn boss à? Ừ, cứ ăn đi. Ăn đi trước khi quá muộn, bởi vì là sắp tới là cả team bạn sẽ bị total clear, chứ không có cơ hội để mà ăn nữa đâu. Mình đánh gọn sang bên nhà này, mình check thử. Ai ra? Bạn ấy ghê gớm với chúng tôi à? Ghê gớm với chúng tôi này. Ui, tí lạc đường anh em ạ, tí lạc đường đấy. Pha đấy mà bị mất máu mà đi như vậy là chắc chắn chết rồi đấy. Ai ra? Quăng sờ mốc à? Ơi trời, nhấp nháy với chúng tôi à? Bạn chuẩn bị chết đến nơi rồi, bạn không biết này. Đây, bị bắn rồi. Chạy ở trong khói với chúng tôi à, bạn ơi. Hay quá anh em ạ, tự nhiên thanh niên ở trên đồi gọi là bắn phụ mình cái, đuổi bạn ra. Không thì có lòng mà có thể ăn kill rồi. Ôi má, ui, trên cái nhà gần chỗ mua đồ có người anh em ạ. Vai cả trưởng ạ. Holy shit man. Ui, tí chết đấy anh em. Má, sao đấy có người nhỉ? Oh my god. Lên đây bạn. Bạn sợ tôi à? Lên đây. Đâu rồi? Chơi, thanh niên chơi kỳ thật sự luôn đấy mọi người. Bắn xong rồi thôi à? Ôi dồi ôi. Không sao cả. Mà hình như bây giờ mình mới nhớ là từ khi mà mình quay cái khẩu súng AUG này, mình bảo mình làm clip cho anh em thì mình cũng chưa làm đúng không mọi người? Sổ bắn thoải mái luôn bạn ơi. Bạn cứ bắn đi. Ừ. Đây này, trái bom dành cho bạn này. Đây. Ừ, lục cục với chúng tôi này. Trời ơi, đây người ta gọi là gì biết không anh em? Đây người ta gọi là điếc không sợ súng anh em ạ. Ui dồi ôi, người ta rút bom rồi mà vẫn lì ở trên đấy. Mặt cứ lì ra. Lên gạt cái cho bớt ngáo anh em ạ. Ngáo quá rồi. Người đâu ngáo thế không biết nữa. Để xem nước nào nè. Nước nào giống nước ta. Cái cửa là để đi ra đi vào. Úi dồi ôi, M4. Ô, ngon. Tự nhiên có con boss anh em ơi. Thơm. Quá thơm luôn. Đứng ở nhà này chỉ sợ mỗi bọn chung cư bắn rồi. Xem nào, còn người không? Team này loot cũng ác phết đấy mọi người. Chung cư, chung củng, nhà giàu, nhà dũng là loot hết rồi. Nguy hiểm thật. Thôi mình lại lấy xe mình đi khua tiếp. Đi bắt ghi được cái lợi anh em ạ. Miễn là sao các bạn không bị bắn lổ lốp ấy, thì các bạn vẫn có thể gọi là loay hoay được. Từ từ vào tôi mua ít phụ kiện nữa. Mua phụ kiện thôi không mua nữa anh em nhá. Không thì làm clip về AUG mà các bạn bảo là anh lắp cái phụ kiện lên như thế thì còn gì gọi là sức mạnh của AUG nữa. Lắp phụ kiện lên khẩu súng nào mà chẳng ngon. Thôi được rồi, dùng phụ kiện cơ bản anh em nhá, không dùng phụ kiện nâng cấp. À, mấy thanh niên. Ôi dồi ôi, chạy đi đâu đây thanh niên. Còn thanh niên nữa, cứ gạt đã rồi tính tiếp anh em ạ. Tiếng súng phát ra từ nhà hospital. Đâu, đứng đâu ta? Không nhìn thấy luôn anh em ạ. Thôi kệ, không chơi thôi, mình cũng chả cần chơi làm gì cả. Tiêu chí của chúng ta là ăn lo xong về. Úi giời ơi.
Vãi nồi. Cái gì đây bạn ơi? Ôi. Đường rộng và dài em cứ bước đi. Anh không cần vì niềm đau em hỡi. Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau. Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh. Đây là mất hết đồng đội rồi, đau, đau buồn quá rồi anh em ạ. Nào, giờ chúng ta lên hospital. Check. Đây, tôi đứng thử giữa đường này, tôi lút xem là nó làm gì tôi. Được rồi. Thằng này bắn ghê thế nhở? Bắn ghê thật sự luôn mọi người ạ. Đây, dừng ở đây là hợp lý này. Nào, ra đây. Nó lại trốn rồi anh em ơi. Đấy anh. Cái gì nữa đấy má? Úi giời ơi. Xong. Này thì ui. Vãi nồi ạ, quả đi xe. Má. Tí nữa là bị tóm rồi. Hospital có mà, ở dưới cũng có này. Đây rồi, nó lên rồi anh em ạ. Thôi rồi, nếu bạn đã thích chơi thì tôi chơi với bạn đến cùng thôi. Nào. Chạy đi đâu bạn? Bạn ơi, hãy đến quê hương chúng tôi. Rồi, bây giờ quay lại cam với thanh niên ở hospital. Thanh niên hospital nghe tiếng súng thế có hóng hớt gì không mọi người nhá? Quá là nguy hiểm. Thế là thành ra ở chỗ này là hai team anh em ạ, chứ không phải một. Nào, bắn nhau như thế mà hospital không lên. À đây rồi. Có tiếng. Có tiếng. Không biết đây có phải thanh niên hospital không cơ. Đây lạch sạch. Chắc chắn là cũng nằm xuống mình rồi bạn ơi. Lên nhớ đây là một cái đồi thoải. Bạn nhớ. Bạn bò thế là bạn sai rồi. Phải kiếm cái... Đây rồi. Úi dồi ôi. Bắn góc này. Mẹ, nốc 1 thì cũng không kill được đâu anh em ạ. Phải cái đoạn nào mà có thể. Ui. Full team luôn. Không bắn được. Có nốc cũng không ăn được mạng anh em ạ. Phải nốc mà phải gạt được cơ. Ôi ôi, cay thế nhở. Trời ơi. Lên đây. Lên đây. Đây rồi, thanh niên này chắc chắn là gạt được này. Cứ từ từ đã. Gạt nhẹ cái đã. Ok, té anh em ơi. Từ từ mình quay lại. Quay lại mình quăng quả sớm mấp đã. Đây, quăng ở đây. Đấy, để cho mấy thanh niên vẫn chú ý vào chỗ đấy. Xong mình lên trên đồi mình bắn xuống anh em ạ. Là hợp lý con nhà bà bí. Hợp lý. Ơn này các bạn chết. Ơ kìa. Nào. Đây cũng quăng sờ mốc luôn mọi người ạ. Ây à, lấy xe à. Đến. Từ từ đã. Cái gì đây? Má, sai lầm rồi. Trời đất ơi. Lại quăng quả sờ mốc nữa. Đấy. Cho mấy thanh niên chú ý ở đấy, mình lại mở góc tiếp anh em ạ. Má trời ơi, bị lừa. Đen thật sự luôn ấy, đã quyết là không bắn rồi. Mà ngứa tay, không chịu được. Đây, vòng lại. Bắn vào bên sườn anh em ạ. Đây. Hợp lý này. Đâu rồi? Ô. Đứng đấy, canh ngay bạn ơi. Đứng đấy. Đấy các anh ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, vậy mà không chết kìa, cay thế nhờ. Au. Ui. Có ốp luôn này. Đâu ta? Ôi vãi. Ôi đổi góc rồi đó. Không chơi được. Ốp đấy. Ốp nào ta? Đây bắn này. Nghe thấy bạn ấy bắn rồi này. Ốt chỗ nào nhở? Bắn sợ thế nhở?
Quả đấy mà vào đầu là thôi, cụ đi chân lạnh toát rồi đó. Hú hồn con trồn. Tây rồi. Mẹ. Lại để tuyệt mất rồi anh em ạ. Cay thật sự đấy. À, chạy ra lấy xe. Không được bạn ơi. Thôi xong rồi, mất xe rồi anh em ạ. Toàn. À, thanh niên chơi bụng. À, tôi nhìn thấy thanh niên ốp rồi. Nào ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Quay lại đón đồng đội à? Ơ. Mẹ lừa mình đây. Định lừa mình à? Đây có một thanh niên này. Một thanh niên đang chạy nữa này. Kéo con chó xin hành hân hạnh tài trợ cho bạn chương trình này. Dính như keo luôn. Nào có ra đón đồng đội không? Có là cái chắc rồi. Chết đi bạn ơi. Mấy thanh niên này. Có tiếng Bucky. Ái già, mò tới đây à. Ôi rồi rồi. Còn 4 thanh niên nữa. Có khi nào cùng team không ta? Đây đây đây, chạy. Chạy ý này. Ui ôi, vậy mà không trúng anh em ạ. Nguy hiểm chạy lẹ. Tôi nghi 4 thanh niên lắm. Hơi khoai đấy anh em ạ. Nói chung đứng ở trên đây thì bá đạo rồi anh em ơi. Giờ chỉ còn chờ vòng bo thôi, vòng bo mà nó ủng hộ mình thì cứ đứng ở trên đây mà vã thôi. Đây đây đây, nhấp nhô cái đầu này. Đừng có đùa với cả ốp. Mà trông thanh niên cũng cứng đấy, không biết là có cầm ốp không. Nghe thì tiếng ốp thì chắc là vãi cả đái ra rồi. Gớm nhỉ. Ai à. À bạn bắn tôi. Ủa sao pha đấy. Vậy mà không trúng. Đó, nó phải như thế đúng không anh em? Vậy như thế mà không trúng. Vô lý. Thanh niên. Ố. Rồi, như vậy là một tên lẻ. Vào đây bạn ơi. Từ từ đã. Chắc chắn là phải cứu đồng đội rồi. Thanh niên. Rồi, xong rồi, chắc chắn cứu được đồng đội rồi. Không cứu được. Không thể cứu được. Cứu làm thao được cái chứ. Định chạy bo chăng? Úi dồi ôi. Lại làm cái keng cái vào đầu. Anh em nghe cái tiếng súng mà nó cứ bắn vào đầu nghe thích không? Cảm giác chưa? Cái khẩu AUG này nó dễ hít đầu hay sao ấy mọi người ạ. Đạn nó to. Bắn len keng. Ây ạ. Căng thế nhở. Táp khẩu gì mà nghe cứ bụp. Nào bạn vào đây. Đây. Bạn ra đây bạn táp với mình. Lại sơ mốc. Thôi xong rồi. Nó chạy được vào chân đàn giáo rồi anh em ạ. Nào. Bạn ra đây. Ôi dồi ôi bạn ơi, cái gì vậy má? Ui dồi ôi, búp kêu lộ liễu thế này thì hỏng rồi. Ui dồi ôi, đây thanh niên cuối cùng ở đây rồi. Thôi, xin vĩnh biệt cụ. Cụ, xin phép cho cụ đi thôi. Nào. Tôi xuống tôi đơm luôn anh em ạ. Trong nhà kho này cái gì? Xuống đơm luôn thôi, sợ gì nữa. Đây, cho một trái bom vào cho ù tai này. Vào luôn. Ô, chạy ra ngoài rồi à? Chết đi bạn ơi. Nào, làm trái bom là trái bom cho thơm mồm bổ phổi diệt chúng lao. Thơm mồm bổ phổi diệt chúng lao. Cái đệt trả lụa quả bom này. Quả bom giết cái thanh niên bị mình nốc ạ. Vãi nồi. Thôi rồi. Thế tôi lên đây thôi. Cứ từ từ bắn thôi. Sợ gì. Trời ơi. Tôi không sợ thôi. Bạn cứ việc núp đi.
Từ trên cao tôi nhìn thấy hết. À, đáp lửa với chúng tôi à? Thò ra đáp thêm lần nữa. Thò ra đáp thêm lần nữa. Đã cảnh báo rồi mà vẫn thò ra đáp lửa anh em ạ. Chả hiểu, thanh niên vẫn nghĩ mình đang ở phía dưới. Nhưng mà không, ngu gì đúng không anh em? Lợi thế. Trèo lên đấy mà thủ thôi chứ. Nào, anh em thấy khẩu AUG đã mạnh chưa mọi người?